chương trình đọc truyện đêm khuya giới thiệu truyện ngắn Vụng Trộm, tác giả Vân Thi. Phần 4. Tại nhà của Việt, anh ta đang lo lắng đứng ngồi không yên, cầm trên tay giấy triệu tập của tòa án. Anh ta hỏi mẹ: "Mẹ ơi, ba sao giờ này chưa về?" Mẹ Việt tay chân cũng run run không kém gì con trai, mắt liên tục nhìn ra ngoài cổng, nhưng cũng không thấy xe chồng về. Bà ta la lớn người giúp việc: "Thím gọi cho ông ấy chưa mà giờ chưa thấy về?" "Dạ, rồi thưa bà, ông nói đang trên đường về." "Gọi lại cho tôi." "Khỏi gọi, tôi về rồi." Nghe tiếng chồng mình ở ngoài sân đang đi vào, mẹ Việt nhanh chóng chạy ra kéo tay vào nhà, còn chưa kịp để cho ông ta thở. "Phiên tòa người kia xét xử lại vụ án, ông biết chưa?" "Tôi biết rồi." "Biết rồi sao ông dửng dưng không lo lắng gì vậy?" "Lo lắng thì được cái gì, đó là cái giá phải trả cho việc làm ngu ngốc của thằng con trai bà." Mẹ Việt sửng sổ đánh mạnh vào người ông chồng: "Ông nói thế mà nghe được sao? Con tôi không phải con ông à? Ông làm gì thì làm, thằng Việt mà đi tù tôi cũng không sống nổi đâu." Lần này thì ông Cường không còn giữ được bình tĩnh nữa, ông la lớn: "Bà như thế bảo sao nó không hư, giết người thì phải đi tù, chẳng ai giúp được nó đâu." Ông Cường thở dài rồi cũng lên phòng. Ông cũng trở nên bất lực với thằng con trai của mình. Có người làm cha nào mà mong muốn con mình đi tù? Nhưng lưới trời lồng lộng, tuy thơ mà khó thoát, có tội thì phải chịu trước pháp luật. Xem như đây cũng là một bài học đắt giá dành cho Việt. Tại nhà của ba mẹ Hưng, vừa nhìn thấy con trai chạy xe vào cổng, mẹ Hưng đã nhanh dặn đầu bếp: "Mau chuẩn bị dọn thức ăn, cậu ba về rồi." "Dạ vâng thưa bà chủ." Hưng vừa mở cửa xe bước xuống, cũng là lúc xe của Tú Trinh chạy vào. Cô ta nhanh mở cửa xe đi đến và hỏi: "Anh cũng về nhà sao?" "Sao em lại đến đây?" "Mẹ gọi em đến ăn cơm, vào nhà thôi, mẹ đang chờ." Hưng không nói gì, quay người đi vào trong. Tố Trinh đứng đó mặt buồn bã rồi cũng nối bước theo sau. Mẹ Hưng nhìn thấy con trai bảo vui mừng ra mặt: "Hai đứa về rồi đấy à, mau vào đi, ngồi vào bàn, hôm nay mẹ dặn đầu bếp nấu toàn những món mà hai đứa thích đấy." Gương mặt của Hưng không hiện rõ cảm xúc gì, anh ta cứ thế ngồi xuống im lặng từ đầu cho đến cuối. Mẹ Hưng thấy không khí căng thẳng quá, bà hỏi: "Hai đứa cứ định mãi như thế này sao?" Tố Trinh đang ăn cũng bỏ đũa xuống bàn, nhìn mẹ chồng nói thẳng vấn đề: "Dạ, con lúc nào cũng yêu anh Hưng, nhưng anh ấy thì..." Nói đến đây Tố Trinh liếc sang nhìn Hưng, nhưng anh ta vẫn tỏ ra như không nghe thấy gì. Mẹ Hưng hết nhìn sang con trai, rồi quay lại nhìn Tố Trinh, bà tiếp tục hỏi: "Nếu hai đứa vẫn còn yêu nhau, thì mẹ nghĩ hai đứa nên..." Không để cho mẹ mình nói hết câu, Hưng bỏ chén đũa xuống bàn, đứng dậy, không nhìn Tố Trinh dù chỉ một lần: "Con no rồi, mọi người cứ ăn, con vào với nội." Hưng đi thẳng vào phòng, Tố Trinh nhìn theo mà muốn rớt nước mắt, không còn tâm trạng nào để ăn uống. Mẹ Hưng lên tiếng: "Chắc Hưng nó vẫn còn giận con chuyện lúc trước." Tố Trinh nói trong nước mắt: "Cho đến bây giờ, anh ấy vẫn nghĩ là con đã hại chết đứa trẻ, nhưng thật sự là con không có." "Mẹ biết, chỉ là ngoài ý muốn, không ai muốn cả, từ từ Hưng nó sẽ hiểu." "Con cảm ơn mẹ đã luôn hiểu cho con." "Mẹ nuôi con từ nhỏ, không lẽ không hiểu tính tình của con sao? Từ từ mẹ sẽ khuyên nhủ thằng Hưng." Tố Trinh ôm chặt mẹ chồng vào lòng, tỏ vẻ rất đáng thương. "Chỉ có mẹ là thương con, là do con không tốt, là do con còn ham chơi, không sinh cho anh ấy một đứa con. Nhưng bây giờ thì con đã sẵn sàng rồi mẹ, con muốn có con với anh ấy." Mẹ Hưng mừng rỡ ra mặt, vỗ vỗ vào lưng con dâu: "Mẹ luôn ủng hộ hai đứa." Vừa nhìn thấy Hưng đi vào, bà nội cười tươi đưa tay vẫy cháu lại: "Hưng về rồi hả con, lại đây với nội." Ngồi bên cạnh nhìn cơ thể bà ngày một gầy đi, Hưng thấy xót trong lòng, cầm chặt bàn tay da bọc xương của bà, nói trong sự buồn bã: "Nội thấy trong người khỏe chưa ạ?" "Nội phải khỏe, con chờ đến ngày con cho nội xem mặt chắc chứ. Thế con định để nội chờ đến bao giờ?" "Sẽ nhanh thôi nội." "Nhanh là bao lâu, cuối năm nay được không?" Hưng cười gật đầu đồng ý cho nội an lòng: "Dạ, cuối năm nay sẽ có, nội phải khỏe mạnh chờ đến ngày đó đấy." Bà nội cười rạng rỡ hơn bao giờ hết: "Tốt quá rồi, nội chờ, nhất định nội sẽ chờ."
Hưng đi ra ngoài xe chuẩn bị về thì mẹ Hưng chạy theo giữ tay con trai lại. Chưa gì con đã về rồi sao, vào nhà ngồi nói chuyện với mẹ một lát. Con còn bận công việc, để lúc khác nha mẹ. Hưng này, mẹ vừa nói chuyện với Tô Trinh, con bé đã thay đổi và chững chạc hơn rất nhiều. Chuyện đứa bé mất không ai muốn cả, con bé cũng rất đau lòng. Hay là hai đứa quay lại với nhau rồi sinh cho bà nội một đứa chắt, con bé cũng rất muốn có con với con đấy. Hưng cười nhạt, anh ta biết rõ đứa bé vì sao mà chết và chắc chắn một điều, Hưng sẽ không bao giờ tha thứ cho Tố Trinh. Con và Tố Trinh sẽ không bao giờ quay lại được nữa, nên mẹ đừng nhắc đến chuyện này thêm một lần nào nữa. Nhưng con vẫn còn yêu con bé, điều đó không thể phủ nhận. Hai chuyện khác nhau, mẹ đừng cố gắng vô ích, con đi đây. Ra đến cổng, Hưng lấy điện thoại gọi cho một người. Cậu đem đoạn video đó giao nộp cho cảnh sát. Việt như người thất thần, nhốt mình trong phòng, không ăn, không uống gì. Anh ta sợ nếu điều tra lại vụ án thì phía cảnh sát sẽ phát hiện ra sự thật. Anh ta đến ngủ cũng không dám ngủ, chỉ cần nhắm mắt là lại mơ thấy Mai hiện về đòi mạng. Gương mặt của Việt gầy đi rất nhiều, đôi mắt thâm quầng đứng nhìn mình trong gương mà hét lớn. Không, tôi không muốn ngồi tù, tôi không muốn ngồi tù. Anh ta như một người điên chạy đến tủ thu dọn hết quần áo vào vali rồi nhanh chạy xuống nhà. Hắn ta muốn bỏ trốn, vừa ra đến cổng cũng là lúc xe cảnh sát chạy đến. Việt hoảng loạn tháo chạy, cảnh sát đuổi theo còng tay Việt áp dài trên xe. Anh ta nhìn vào trong nhà mà kêu la, mẹ ơi, cứu con, cứu, cứu con mẹ ơi. Mẹ Việt nghe tiếng con trai vội chạy ra thì thấy cảnh tượng đó, bà ta mặt tái xanh tái xám chạy đến giữ tay con trai lại. Con trai tôi có tội gì mà mấy anh bắt nó? Một vị cảnh sát đưa tờ giấy lên trước mặt mẹ của Việt. Anh ta có liên quan đến một vụ án giết người, đây là lệnh bắt người, yêu cầu bà tránh ra cho chúng tôi làm nhiệm vụ. Việt được áp giải lên xe, mẹ Việt chạy theo khóc lóc thảm thiết rồi ngã khuỵu xuống đường. Người dân vô lại rất đông, xe cấp cứu chạy đến báo hiệu quả báo đã đến. Hôm nay là ngày phiên tòa xét xử lại vụ án. Việt đang đứng trong vành móng ngựa cùng với tôi, ngồi phía dưới là chị Thu và cái Hải đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng xen lẫn sự mong chờ. Nhìn về phía cuối góc tường, tôi thấy Hưng đang ngồi đó. Không hiểu sao nhìn thấy anh ở đây, tôi lại có cảm giác an toàn hơn bất kỳ lúc nào. Sau một hồi hỏi đáp hai bên, Việt vẫn khăng khăng là mình không có giết người, nên khi đoạn video quay lại lúc anh ta cầm con dao đâm liên tục vào người nạn nhân được công bố lên thì anh ta mới ngồi xuống ôm đầu vẻ mặt sợ hãi. Phiên tòa kéo dài 2 tiếng thì cũng kết thúc, tôi được tráng án và tự do, còn Việt anh ta phải ngồi tù 12 năm vì tội giết người. Xem ra ông trời vẫn còn có mắt, kẻ có tội ác sẽ phải bị trừng phạt. Như vậy từ đây về sau tôi có thể ở bên cạnh con mà sống những ngày tháng còn lại. Chỉ tội cho bé Xu phải sống cảnh thiếu thốn tình thương của ba. Nhưng không sao, tôi sẽ cố gắng đóng tròn vai trò của cả hai, vừa là cha, vừa là mẹ. Phiên tòa kết thúc, chị Thu và cái Hải chạy đến ôm chầm lấy tôi mà khóc trong niềm hạnh phúc. Tốt quá rồi, từ nay chúng ta không cần phải lo lắng nữa, về nhà ăn mừng thôi nào. Tôi nhìn xuống góc tường không thấy Hưng đâu, nhìn ra ngoài cổng thấy anh đang chuẩn bị ngồi vào xe. Tôi nhanh chân chạy ra gõ vào cửa kính. Tôi nhõm đầu và nói, cảm ơn anh vì tất cả. Không cần cảm ơn, cô còn nhớ đến thỏa thuận là được rồi. Tôi đã sẵn sàng, chỉ cần anh gọi tôi sẽ có mặt. Hưng cười khẩy, nói một câu không quá rõ ràng. Thỏa thuận đã được thay đổi, cụ thể như thế nào tôi sẽ nói sau. Ý anh là sao? Cô cứ biết thế đi, tôi sẽ liên lạc sớm thôi. Chào cô. Không đợi cho tôi hỏi thêm, anh ta phóng xe đi mất hút. Tôi đứng mà không hiểu chuyện gì. Anh ta nói thỏa thuận thay đổi, vậy là không muốn tỉnh một đêm. Vậy anh ta muốn gì ở tôi? Thỏa thuận mới là gì? Tôi thì có gì để mà anh ta phải thỏa thuận? Càng nghĩ càng trở nên mông lung, xem ra anh ta cũng không phải người tầm thường. Mấy ngày sau tôi vẫn không thấy anh ta liên lạc, lại càng thêm tò mò, không biết anh ta định làm cái gì, càng làm cho tôi thêm lo lắng hơn. Nghe nói mẹ của Việt sau khi biết tin con trai đi tù thì bà ấy bị tai biến nằm mê man không biết gì, nằm một chỗ. Công ty ba chồng cũ của tôi vì vụ án của Việt mà ảnh hưởng rất nhiều, tất cả đối tác đều hủy hợp đồng, nghe đâu sắp phá sản. Tôi nghe mà thấy lòng cũng buồn, dù sao họ cũng là ba, là ông bà của con tôi.
Dẫu biết gieo gió sẽ phải gặp bão, nhưng tôi vẫn không thấy vui vẻ gì. Trên tay xách một ít thức ăn, tôi vừa mới đi trở về, còn đang loay hoay mở cửa phòng thì đã nghe thấy tiếng nói ở đằng sau. Có vẻ cuộc sống của cô đang tốt nhỉ? Tôi quay người lại thì thấy Hưng đang đứng trước mặt. Tôi vội mở cửa rồi cũng lên tiếng. Không thấy anh liên lạc làm tôi cứ tưởng anh quên rồi. Mời anh vào phòng. Tôi không có thời gian, cô mau vào thu dọn quần áo rồi cùng tôi đi. Tôi ngạc nhiên hỏi lại anh ta, anh muốn đưa tôi đi đâu? Về nhà tôi. Tôi vẫn không hiểu lắm tại sao tôi phải về nhà anh. Đó là một trong những thỏa thuận giữa tôi và cô. Anh ta càng nói tôi càng mơ hồ. Cuối cùng anh ta muốn gì ở tôi? Anh có thể nói rõ về thỏa thuận được không? Thỏa thuận rất đơn giản, cô phải sinh cho tôi một đứa con. Sau khi sinh xong sẽ có một số tiền khá lớn, đủ để sống cuộc sống sau này. Tôi nghe mà muốn lủng bùng cái lỗ tai. Anh ta nói điều gì vậy? Sinh con sao? Chuyện đó không thể được. Này, anh có bị gì không vậy? Chuyện này sao có thể, tôi không làm được. Bất ngờ anh ta nắm chặt cổ tay tôi siết chặt. Cô muốn lật lòng sao? Nhìn vào ánh mắt anh ta tôi cảm thấy rất sợ hãi. Không phải tôi lật lọng, nhưng chuyện này thật sự tôi không làm được. Tôi không thể sinh con cho anh. Cô không còn sự lựa chọn. Tôi đã giúp cô trắng án thì cô phải nên biết điều. Tại sao anh không nói chuyện này sớm cho tôi biết? Rõ ràng là anh muốn ép tôi vào thế rồi. Cô muốn nghĩ sao thì kệ cô, mau đi theo tôi. Nếu tôi không đi thì sao? Anh ta càng siết chặt cổ tay tôi hơn, một cơn đau truyền đến. Tôi có thể làm cho cô trắng án thì cũng có thể làm ra những việc mà cô không ngờ tới đâu. Nên đi hay không là tùy cô. Tôi cho cô 10 phút để suy nghĩ. Nói rồi Hưng đi ra xe ngồi vào. Tôi đứng nhìn anh ta trong xe mà toát cả mồ hôi. Anh ta là người như thế nào tôi không hề hay biết. Nhưng có vẻ anh ta nguy hiểm hơn tôi nghĩ nhiều. Không được, tôi không thể sinh con cho anh ta. Sau khi sinh xong, chắc chắn họ sẽ lại bắt lấy con của tôi. Mà điều đó tôi thả chết còn hơn khi phải chịu mất con. Tôi nhất định phải rời xa nơi này, phải trốn khỏi anh ta. Tôi nhìn trước, nhìn sau, rồi nhanh chân chạy sang phòng cô Tám bế Xu, rồi theo lối sau hè mà chạy trốn. Chạy thật xa nơi này, dẫu biết phía trước là chông gai. Tôi cứ thế bồng con chạy thật xa thành phố này, nơi mà chỉ toàn để lại cho tôi những ký ức đau thương. Tôi không biết gì về anh ta cả, gia thế và cả tính cách, mà cũng có khi anh ta đáng sợ hơn so với tôi nghĩ. Ngồi ôm con chờ tàu mà lòng tôi nôn nao, lo lắng dẫu biết nơi đất khách quê người, hai mẹ con tôi sẽ gặp nhiều điều khó khăn. Nhưng dù sao, tốt hơn là ở đây. Chấp nhận sinh con cho anh ta, đồng nghĩa với việc tôi sẽ mất con. Điều đó nhất định tôi sẽ không để xảy ra. Tiếng còi tàu vang lên, tôi đứng dậy nhanh chóng lên tàu, bỏ lại tất cả những đau buồn, tủi hờn trong suốt nhiều năm qua. Thành phố tôi đến là Đà Lạt, nơi vun đắp tình cảm cho các cặp đôi yêu nhau. Sắp xếp được nơi ở, tôi bắt đầu đi tìm việc làm. Phải mất một tuần, cuộc sống của hai mẹ con tôi mới ổn định. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ban ngày đi làm, tối về thủ thỉ với con. Chỉ thế thôi, tôi đã thấy hạnh phúc lắm rồi. Cuộc sống cứ trôi qua êm đềm như vậy, nếu như ngày đó không xảy ra. Hôm đó tôi có mở Zalo xem tình hình chị gái và cái Hải như thế nào. SIM cũ tôi đã vứt đi nên cũng lâu rồi không liên lạc gì với họ. Khi Zalo vừa mở thì hiện một tin nhắn của người lạ. Tôi tò mò bấm vào thì đó là một đoạn video, trong đó hình ảnh chị Thu, Hưng. Anh ta đang ngồi phía sau cười một cách nguy hiểm. Tôi hoảng loạn tắt Zalo, gọi vào số điện thoại của anh ta. Bên kia bắt máy, tôi nghe rõ được giọng nói của anh ta. Alo, là tôi. Chị ơi, liên lạc rồi sao? Anh muốn gì? Tôi ghét nhất là kẻ lật lọng, cô cũng gan to lắm đấy. Tôi cũng không muốn trở mặt như thế này đâu, là do anh ép tôi. Thật sự là tôi không thể sinh con cho anh. Ngoài việc đó ra, có thể làm bất kỳ chuyện gì cho anh. Tôi ra hẳn cho cô trong ngày hôm nay phải có mặt tại nhà tôi, bằng không hậu quả cô biết đấy. Không đợi cho tôi nói gì thêm, anh ta tắt máy cái ruột. Tôi nhanh chân đi đến tủ thu dọn quần áo, cho vào ba lô, rồi bé con bắt tàu về lại thành phố. Tôi biết anh ta nói là sẽ làm, không thể mạo hiểm được. Nếu như chị gái xảy ra chuyện gì thì làm sao tôi có thể sống nổi. Tôi theo địa chỉ mà anh ta đã đưa mà lần mò đến, đứng trước cửa. Tôi nhìn vào trong mà không dám đưa tay lên ấn chuông. Bản chân tôi chỉ biết đứng chôn ở đó, bỏ đi cũng không được mà ở lại cũng không xong.
nhưng không vào thì chị Thu sẽ gặp nguy hiểm. Tôi không thể ích kỷ vì mình mà bắt chị ấy gánh lấy hậu quả. Tôi hít lấy một hơi thật sâu, từ từ đưa tay bấm chuông. Một lát sau có một người phụ nữ ra mở cửa, hình như là người giúp việc cho nhà anh ta. Có phải cô là cô An không? Dạ vâng, cháu là An. Mời cô vào, cậu Hưng đang đợi cô. Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, rồi nhìn xuống đứa bé trên tay tôi, rồi nói với cô giúp việc. Thím đưa đứa bé lên phòng tôi. Dạ vâng thưa cậu. Tôi hoảng sợ ôm chặt con, đi thụt lùi lại nhìn anh ta và nói giọng run run. Anh định làm gì? Đừng bắt con của tôi. Lúc này anh ta nạt lớn người giúp việc. Thím còn đứng đó, nhanh đi. Cô giúp việc nhìn tôi hơi ái ngại, nhưng rồi cũng nhanh chân đến giật lấy đứa bé trong tay tôi. Tôi giằng co thế nào cũng không được. Con tôi rời xa vòng tay của tôi được đưa lên phòng. Lần này tôi không còn giữ được bình tĩnh mà chạy đến quỳ gối xuống chân anh ta, nước mắt nước mũi giàn giụa, chắp tay van xin. Tôi xin anh đừng làm hại đứa bé. Tôi sai rồi, là tôi sai. Tôi không dám cãi lời anh nữa. Hưng tháo cặp kính để xuống bàn, cúi xuống nâng cằm tôi lên rồi chậm rãi nói. Nếu cô không lật lọng thì tôi đâu phải tốn công như vậy. Tôi gật đầu liên tục, không dám làm phật ý của anh ta. Phải phải, là do tôi lật lọng, là tôi sai, là tôi sai. Xin anh hãy trả con lại cho tôi. Anh ta càng siết chặt cằm tôi hơn. Tôi có thể làm cho cô tráng án, thì tôi cũng có thể đưa cô vào tù chung thân, hiểu rồi chứ? Nhìn vào mắt anh ta, tôi có thể thấy được sự tức giận ở trong đó. Ánh mắt thật đáng sợ. Tôi hiểu, anh muốn tôi làm gì cũng được. Chỉ xin đừng làm hại đến con bé và gia đình của tôi. Bất ngờ, Hưng cúi xuống hôn nhẹ vào môi tôi, nụ cười đầy bí hiểm. Cô ngoan ngoãn thế này có phải hay hơn không? Kể từ giây phút đó tôi biết được bản thân mình đang sống cùng ai. Đùa với anh như đùa với hổ, thuận theo thì sống, nghịch thì chết. Tôi đưa tay lau sạch những giọt nước mắt trên gương mặt, hít lấy một hơi thật sâu, đứng dậy, đi ra sau lưng anh và ôm anh. Anh thấy dễ chịu và thoải mái hơn không? Hưng ngả ra sau ghế, mắt nhắm lại, môi mấp máy vài từ. Cô tiếp thu nhanh đấy. Tôi có thể cảm nhận được trong giọng nói của anh ta có phần dịu nhẹ, cơ thể cũng bắt đầu thả lỏng. Tôi tiếp tục lên tiếng hỏi. Về phần chị gái của tôi, anh có thể thả chị ấy ra được không? Từ khi cô bước chân vào đây thì chị cô đã được thả. Tôi nghe thấy mà nhẹ cả người. May quá, anh ta không làm gì gây tổn hại đến chị ấy. Vậy còn đứa bé, anh có thể trả lại cho tôi được không? Lần này thì anh ta mở to mắt nhìn tôi. Cô sợ tôi làm gì đứa bé sao? À không, ý tôi sợ là con bé nó khát sữa, nó sẽ khóc. Anh ta tiếp tục nhắm mắt rồi nói một câu khiến tôi phải bồn chồn. Đứa bé sẽ ở cùng với tôi, đến giờ bố thì cô cứ sang cho nó bố. Tôi dừng động tác tay lại, đi ra trước mặt anh ta không dám nói lớn tiếng. Con bé chỉ mới hơn 4 tháng tuổi, thiếu hơi của mẹ sẽ không tốt. Tôi sợ anh giữ không được, xin anh hãy cho bé ở cùng với tôi. Cô lấy gì để đảm bảo sẽ không chạy trốn lần nữa? Đứa bé ở bên tôi là chắc chắn nhất. Tôi ngồi xuống cầm lấy tay anh ta và liên tục lắc đầu. Tôi hứa sẽ không bỏ trốn, anh yên tâm. Tôi sẽ không tin kẻ lật lọng như cô. Lúc này tiếng con tôi khóc, tôi cuống quýt chạy lên phòng. Chắc con bé khát sữa lắm rồi. Ngồi trên giường cho con bú những dòng sữa mẹ mà lòng tôi cảm thấy bất an. Liệu rằng với quyết định của tôi bây giờ có phải hối hận về sau hay không? Lòng tôi thật sự rối như tơ vò, không thể nghĩ ngợi được gì nhiều hơn. Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy. Việc trước mắt bây giờ là phải bảo vệ đứa con của tôi. Cánh cửa phòng mở ra, tôi giật mình khi thấy Hưng bước vào. Tôi vội kéo áo xuống thì anh ta lên tiếng. Cô cứ tự nhiên, đừng để ý đến tôi. Anh ta đi đến tủ lấy quần áo rồi cũng đi vào nhà tắm. Ngồi ngoài này nghe tiếng nước xả bên trong mà lòng tôi thấy bồn chồn. Hình như con bé vẫn bú, chưa đã thèm. Tiếng cửa phòng tắm mở, nhìn thấy anh ta từ trong bước ra, tôi vội quay người đi hướng khác. Thật sự khi cho con bú trước mặt Hưng, tôi thấy rất ngại. Nhìn con ngủ ngon lành bên tay, sau khi đã bú no một bụng, tôi cười nhẹ và hôn lên trán con, rồi từ từ đặt xuống giường, đắp chăn cho cẩn thận.
Tôi đi đến ngồi xuống ghế đối diện nhìn anh ta lên tiếng và hỏi: anh có thể cho tôi ở lại với con được không? Anh ta lắc đầu khẳng định thêm một lần nữa: cô ở phòng bên cạnh, đến giờ bố thì cho sang đây cho bé bố và được sự đồng ý của tôi, cô mới được vào phòng này, không hỏi lại, còn bây giờ thì về phòng của mình đi. Tôi đứng dậy nhìn anh ta mà nói trong nước mắt: anh thật là tàn nhẫn. Về phòng, tôi nằm trên giường mà nước mắt tuôn ra. Anh ta thật là quá đáng. Suốt đêm hôm đó, lâu lâu tôi cứ đứng trước cửa phòng anh ta, lắng tai nghe, xem con có khóc hay không. Nhưng mà sao lạ quá, cả đêm mà vẫn không nghe thấy tiếng con bé khóc. Hay con bé bị làm sao rồi, mà anh ta ngủ quên không biết. Tôi hoảng sợ đưa tay lên đập mạnh vào cửa. Mở cửa mau lên, mở cửa cho tôi. Cánh cửa mở ra, tôi thấy Hưng bế con bé trên tay đu đưa, mắt dường như cũng đã buồn ngủ lắm rồi. Anh ta nhìn tôi nói nhỏ: cô làm cái gì mà đập cửa rầm rầm thế, con bé dậy thì làm sao? Vẻ mặt của tôi lúng túng và đáp lại: suốt đêm tôi không nghe tiếng con khóc nên cứ sợ. Giờ thì cô thấy rồi đó, về phòng đi. Cánh cửa vừa chuẩn bị đóng, tôi đưa tay giữ lại: cũng đến giờ cho bố rồi, anh đưa bé cho tôi. Anh ta không nói gì đi vào trong, tôi hiểu ý cũng đi theo sau, nhận lấy con từ tay anh ta mà nhẹ cả người, như có một nguồn sống mãnh liệt tràn về. Khi tôi chuẩn bị vén áo lên để cho con bố, liếc sang thấy Hưng cứ chằm chằm nhìn vào tôi ngại quá đỏ mặt lên, rồi cũng lên tiếng: anh có thể quay sang hướng khác được không? Khi con đã no, tôi quay sang nhìn thấy Hưng đã ngủ trên cái sofa từ khi nào. Có lẽ cả đêm anh ta vì con bé mà không chợp mắt được. Thật tình tôi không thể hiểu được Hưng là người như thế nào. Tại sao anh ta lại muốn giữ con bé bên cạnh? Không lẽ anh ta thích con nít đến vậy sao? Thật sự khó hiểu. Sáng hôm sau, khi tôi vừa thức dậy mới biết đã ngủ quên từ lúc nào không hay. Nhìn sang ghế không thấy Hưng đâu, chắc anh ta đã đi làm. Ngay bên ngoài có tiếng ồn, tôi chạy ra mở cửa ra xem. Chỉ biết ngồi lắng tai nghe, hình như cô giúp việc đang nói chuyện với ai đó. Kìa cô Tố Trinh, cậu chủ dặn không được lên phòng của cậu. Kể cả tôi luôn sao? Dạ phải thưa cô, tôi cứ thích lên đấy, thím tránh ra xem nào. Tố Trinh đẩy mạnh người giúp việc sang một bên, rồi hiên ngang xông thẳng lên trên. Cô làm như vậy cậu chủ sẽ rầy la tôi đấy. Thím yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Càng ngày tôi nghe tiếng bước chân càng rõ, tôi vội bế con lên ôm chặt vào lòng. Nhìn về phía cánh cửa, tiếng kẹt cửa vang lên cũng là lúc tôi thấy một cô gái đẩy cửa đi vào. Cô gái đó nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên, tôi nhìn cô ấy với ánh mắt sợ sệt. Bốn mắt nhìn nhau báo hiệu một điều gì đó không tốt đẹp đang xảy ra. Tố Trinh nhìn tôi một lát rồi cũng quay sang hỏi giúp việc: cô gái này là ai vậy thím? Tôi có thấy được sự lúng túng của thím Châu khi nhìn tôi nhưng lại không biết trả lời như thế nào. Cô gái này là bạn của cậu Hưng thưa cô. Tại sao cô ta lại ở trong phòng của anh ấy? Chuyện này... Tố Trinh đi đến gần tôi hơn, nhìn xuống đứa bé đang ngủ trên tay, vẻ mặt hiện rõ sự hoài nghi, còn tôi chỉ biết cúi gằm mặt xuống tránh né cái nhìn của cô ta. Bất ngờ cô ta la lớn: tôi hỏi lại thím, cô ta là ai? Tiếng la lớn của cô ta làm cho con tôi giật mình và khóc lớn lên. Tôi đứng dậy ôm con đi qua phòng bên cạnh, dỗ cho bé ngừng khóc: con ngoan đừng sợ, mẹ ở đây. Ra đến cánh cửa, tay tôi bị giữ lại. Tố Trinh hùng hổ đi đến đứng trước mặt tôi, bàn tay cô ta vẫn siết chặt cánh tay tôi, giọng điệu khó chịu ra mặt: cô là ai? Tại sao lại có mặt ở đây? Tôi không biết trả lời ra sao, hay nói đúng hơn là không có câu trả lời, chỉ biết im lặng đứng đó. Lúc này Hưng từ đâu đi vào nhìn tôi, rồi quay sang nhìn Tố Trinh mặt biến sắc: em đang làm cái gì trong phòng tôi? Tố Trinh vội buông tay tôi ra đi đến chỗ Hưng và tra khảo: em phải hỏi anh mới đúng, cô gái này là ai, tại sao lại ở trong phòng của anh? Là người sinh con cho tôi. Lời của Hưng vừa dứt, cả tôi và Tố Trinh mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh ta, không nghĩ Hưng có thể nói thẳng thừng ra như thế. Tôi nghĩ anh ta sẽ giấu, vì suy cho cùng chuyện này cũng đâu có hay ho gì đâu. Mà cô gái tên Tố Trinh kia là ai, tại sao lại vào đây? Tra khảo rất tự nhiên, không khác gì là chủ nhà này. Tôi thấy được trong ánh mắt của Tố Trinh đọng vài giọt nước mắt, cầm lấy tay anh ta mà nói trong sự gấp gáp: em sẽ sinh con cho anh, sinh bao nhiêu cũng được hết, em sẵn sàng làm mẹ rồi.
Hưng cười nhạt, gạt tay Tố Trinh ra và nói một câu khiến ai nghe cũng phải đau lòng. Muộn rồi, em không còn xứng đáng để làm một người mẹ. Tôi có thể chọn bất cứ ai sinh con cho tôi, ngoại trừ em, Tố Trinh. Tại sao chứ? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em muốn có con với anh, chúng ta quay lại được không anh? Không phải lúc trước em đã từng nói, chỉ cần tôi đem một cô gái về sống cùng thì em sẽ dọn đi sao? Tôi nghĩ em nên có trách nhiệm với lời nói của mình rồi đấy. Tố Trinh nước mắt chảy dài rồi cũng lặng lẽ rời đi, về phòng thu dọn quần áo rời khỏi đây. Tôi thấy được Hưng nét mặt buồn bã, đang từ ban công nhìn theo bóng dáng của Tố Trinh. Hình như anh ta rất yêu cô gái đó. Anh ta quay lại khiến tôi giật mình, quay mặt đi về phía phòng đóng kín cửa. Có lẽ sống ở đây tôi nên biết ít thì sẽ tốt hơn. Cánh cửa mở, Hưng đi vào nhìn bé Su đang ngủ trên giường. Anh ta lại ghế ngồi châm một điếu thuốc, vẻ mặt suy tư. Cô có muốn hỏi gì không? Câu hỏi của anh ta khiến tôi giật mình, đắn đo mãi mới lên tiếng hỏi. Cô gái kia là ai? Là vợ cũ của tôi, chúng tôi ly hôn được một năm. Tại sao anh không để cho cô ấy sinh con mà phải là tôi? Hưng dùi điếu thuốc vào cả tàn, bất ngờ đi đến đè tôi xuống giường. Tôi hoảng hồn đẩy mạnh người anh ta ra, nhưng không được. Anh làm cái gì vậy? Tôi chưa sẵn sàng. Khi nào cô mới sẵn sàng? Vì tôi mới mổ nên không thể mang thai ngay được, ít nhất phải một năm. Được, tôi sẽ chờ đến cuối năm, cô chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Lúc này điện thoại của anh ta đổ chuông, cắt ngang cuộc nói chuyện. Nhìn vào màn hình tôi thấy số của Tố Trinh, anh ta tắt máy. Một lát sau điện thoại lại đổ chuông, vẫn là số đó. Hưng bắt máy nghe. Alo. Alo, anh có phải là chồng của số điện thoại này không? Phải, nhưng anh là ai? Tôi chỉ là người đi đường, thấy vợ anh bị té xỉu bên đường nên đưa vào bệnh viện, anh đến nhanh nhé. Tôi thấy anh ta vẻ mặt lo lắng, cầm vội lấy chiếc áo khoác rồi chạy đi. Đứng trước cửa phòng cấp cứu, Hưng đi qua, đi lại, liên tục nhìn vào bên trong. Một lát sau bác sĩ đi ra, anh ta nhanh chân chạy đến hỏi. Bác sĩ, cô ấy sao rồi? Anh yên tâm, chỉ đau dạ dày thôi, cố gắng đừng để bệnh nhân bỏ bữa, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Tố Trinh sau khi tỉnh dậy thấy Hưng đang ngồi bên cạnh, cô ta nước mắt chảy dài. Hưng đưa tay lau sạch những giọt nước mắt kia. Sao khóc? Em tưởng anh không quan tâm đến em nữa. Bác sĩ nói em chỉ đau dạ dày, ăn uống cho đầy đủ vào, đừng có bỏ bữa. Không có anh ở bên cạnh, em không muốn ăn. Em đừng có cố chấp như vậy được không? Tố Trinh ôm chầm lấy Hưng nũng nịu. Em muốn được ở bên anh, đừng đuổi em đi. Nơi này em không quen ai cả, về lại Mỹ thì em không muốn. Anh sẽ sắp xếp cho em một căn nhà. Em không cần, anh nhẫn tâm bỏ lại em trong lúc đau ốm thế này sao? Không còn tình thì cũng còn nghĩa chứ, anh nhẫn tâm đến vậy à? 3 ngày liên tiếp anh ta không về nhà, có lẽ là đang ở bên cạnh cô gái kia. Vậy cũng khỏe, tránh được mặt lúc nào hay lúc đó. Không biết đến khi nào tôi mới có thể rời bỏ nơi này mà sống một cuộc sống an yên, chỉ có 2 mẹ con tôi. Anh ta nói đến cuối năm phải có thai, tôi biết phải làm cách nào để trốn tránh chuyện này. Chỉ nghĩ đến việc phải làm chuyện đó với một người đàn ông không phải là chồng mình, tôi đã thấy sai sai, đằng này còn phải sinh con thì lại càng sai trái. Hơn nữa, vợ cũ của anh ta vẫn còn muốn níu kéo cuộc hôn nhân. Nếu tôi sinh con thì vô tình làm rào cản cho 2 người, vậy có khác gì là kẻ thứ 3? Càng nghĩ càng rối, càng cảm thấy mình sai trái, nhưng biết phải làm sao, khi ở không được mà bỏ trốn cũng không xong. Tại sao ông trời lại thích nảy nọ con đến vậy? Ông muốn thử thách con đến bao giờ? Đời con đau quá khổ rồi, chỉ xin 2 chữ bình yên thôi, sao khó đến vậy? Tiếng động cơ xe ô tô dừng dưới sân, tôi đi ra nhìn xuống thì thấy anh đã về. Từ ghế bên cạnh, Tố Trinh mở cửa bước xuống. Hưng đi bên cạnh, tay xách hành lý. Nhìn 2 người bọn họ trông thật là đẹp đôi, cứ như vợ chồng mới cưới đi hưởng tuần trăng mật về vậy. Nhìn lại, tôi lại càng thấy mình sai, tôi chỉ là người thừa. Hưng vừa bước vào đã hỏi Tiếm Châu ngay. An đâu rồi? Dạ, cô ấy ở trên phòng thưa cậu. Mấy ngày nay, cô ấy không đi đâu chứ? Dạ không, chỉ quanh quẩn trong nhà thôi cậu. Tôi biết rồi, Tiếm vào chuẩn bị bữa tối nha. Tố Trinh đứng bên cạnh mặt cau có, khi thấy Hưng vừa đến đã hỏi An.
cô ta giả vờ đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương, dựa người vào Hưng. Em sao vậy? Không khỏe ở chỗ nào? Tự nhiên em thấy chóng mặt quá, anh dìu em lên phòng nằm nghỉ một chút. Khi tôi vừa mở cửa phòng đi xuống cầu thang thì đụng mặt Hưng, anh ta đang bế Tú Trinh đi lên. Anh ta nhìn tôi, còn tôi thì miết ý đứng nép sang một bên nhường đường cho anh ta đi. Có lẽ tôi nên biết mình đang ở đâu, không nên suy nghĩ quá nhiều. Khi đi lướt qua nhau, Tú Trinh quay mặt lại nhìn An lặng lẽ cúi xuống. Cô ta cười khẩy rồi cũng vòng tay qua ôm chặt cổ Hưng. Tôi xuống bếp giúp Thím Châu chuẩn bị cho bữa tối và hiển nhiên không hỏi hay đề cập đến hai người kia. Tôi nghĩ bất nghe bất thấy sẽ tốt hơn. Điều quan trọng bây giờ là làm cách nào để tôi không sinh con cho anh ta mà vẫn được yên ổn. Xem ra đó là một việc rất khó. Cho tôi ly cà phê. Nghe giọng anh ta ở ngoài phòng khách, tôi quay sang hỏi Thím Châu. Hình như anh ta gọi cà phê đấy Thím. Thím Châu đang trên giở con cá quay sang nói vội. Cô pha giúp tôi nhé, tôi đang trên giở con cá. Dạ vâng, mà cà phê để đâu về Thím? Ở kia kìa cô pha ít đường thôi, nhiều cà phê một chút, bỏ thêm tí chanh vào. Tôi hơi ngạc nhiên hỏi lại Thím Châu. Cà phê bỏ chanh ạ? Vâng, cậu ấy thích uống như thế. Đúng thật là sở thích ăn uống của anh ta cũng khó hiểu như con người của anh ta thật. Cà phê uống với chanh, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy. Nhưng thôi kệ, anh ta muốn uống gì thì tùy. Sau khi pha một ly theo như lời Thím Châu dặn dò, tôi bê ra ngoài phòng khách đặt xuống bàn. Cà phê của anh đây. Anh ta bỏ tờ báo xuống nhìn tôi lên tiếng hỏi. 3 ngày nay tôi không có ở nhà, con bé ở với cô, bây giờ thì cũng nên trở lại như cũ nhé. Nghe anh ta nói mà muốn ý cướp lấy con tôi lên tiếng viện cớ. Con bé đang trong giai đoạn mọc răng nên rất khó chịu, hay là anh để qua giai đoạn này được không? Được, nhưng cô đừng có giả vờ bỏ trốn thêm lần nào nữa đấy, chảy không thoát tôi đâu. Tôi làm ra vẻ như hiểu chuyện lắm. Tôi biết rồi, em yên tâm. Anh ta bê ly cà phê lên nhấm một ít thì đột nhiên phun hết ra, mặt nhăn nhó. Gì mà chua dữ vậy, ai pha cà phê? Là tôi. Nghe Thím Châu nói anh thích uống kèm với chanh nên tôi bỏ nửa trái chanh vào. Vậy thì cô uống hết ly này cho tôi. Nói rồi anh ta đi thẳng lên trên phòng. Tôi đứng dưới này nhìn theo mà cười thầm, được một phen hạ dạ. Là tôi cố tình thêm chanh vào. Ai bảo cứ thích bắt ép người khác, đôi khi hiền quá cũng thiệt cho mình. Lúc còn ngồi ở trong tù chờ xét xử, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Bao nhiêu năm hầu hạ nhà chồng, cam chịu cho người ta chửi rủa, rồi đổi lại được cái gì? Cũng chỉ nhận lại sự phản bội của người chồng mà mình đã tin tưởng suốt bao nhiêu năm. Vẫn nhận lại sự miệt thị, khinh thường, chán ghét của gia đình nhà chồng. Vậy tôi phải cam chịu, hy sinh để làm cái gì? Chả có ý nghĩa gì cả. Bữa cơm tối đã chuẩn bị xong, tôi lên phòng gọi anh ta xuống ăn. Đi ngang qua phòng của tôi, mở nhẹ cửa nhìn xem con đã dậy chưa, thì tôi thấy Tú Trinh đang bế con tôi đứng ngay ở cửa, cổ tay cô ta đang giang ra phía ngoài. Tôi hoảng hồn đẩy mạnh cửa vào, chạy đến giật lấy con từ tay của cô ta, theo phản xạ đẩy cô ta ra và la lớn. Cô định làm gì con tôi? Bất ngờ cô ta tự nhiên ngã khuỵu xuống nền nhà, đập đầu vào cạnh bàn rồi hét lên. Trán cô ta ri rỉ ra một chút máu. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì từ sau đã nghe thấy tiếng của Hưng đi vào. Có chuyện gì vậy? Tố Trinh ôm đầu vẻ mặt nhăn nhó, nói kiểu như hụt hơi. Em đau đầu quá. Hưng đi đến đỡ cô ta dậy, quay sang hỏi tôi. Xảy ra chuyện gì? Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì cô ta đã lên tiếng trước. Tự nhiên cô ấy đẩy em. Tôi sững cổ lên mà cãi lại. Tôi không rảnh đến mức đó, là cô muốn giết con tôi. Tố Trinh lúc này nhìn sang Hưng khóc lóc như mình bị oan uổng lắm. Em không có, lúc nãy nghe tiếng bé khóc nên em mới sang bế để dỗ dành vậy mà. Thế mà cô ấy lại nói em hại đứa bé. Tôi ôm chặt con vào lòng mà nói trong sự ấm ức. Rõ ràng là tôi thấy cô đưa bé ra ngoài cửa sổ, cũng may là tôi vào kịp. Cô đừng có đổ oan cho tôi chỉ có ý muốn dỗ cho bé nín khóc thôi. Lúc này Hưng bắt đầu lên tiếng, giọng nói có vẻ tức giận. Chắc là hiểu lầm thôi, Tố Trinh em về phòng thôi thuốc đi. Khi anh ta và cả cô ấy đi, tôi ngồi xuống giường ôm chặt con, nước mắt tự nhiên rơi ra. Lúc nãy là tôi cố gắng lắm rồi, tôi không muốn khóc trước mặt người khác, vì tôi sợ người khác sẽ thấy sự yếu đuối của tôi. Nhưng đến bây giờ, tay chân tôi vẫn run vì chuyện lúc nãy. Rõ ràng là cô ta muốn giết con tôi phải làm sao đây?
ở lại đây thật là nguy hiểm quá. Có tiếng cạch cửa, tôi ngẩng mặt lên, nước mắt đầm đìa. Hưng đang đứng trước mặt tôi. Tôi vội quay mặt đi, anh ta giữ lại. Sao cô khóc? Tôi nhìn anh ta nước mắt chảy dài, cái mặt méo mó thế tội nghiệp, giọng nói run run. Tôi sợ, rất sợ, làm ơn cho tôi rời khỏi nơi này. Anh ta nhìn thấy cơ thể tôi run lên vì sợ hãi, bất giác vòng tay ôm chặt lấy người tôi, rồi nói, tôi đã đánh cô chưa? Tôi lắc đầu, chưa. Tôi có gây tổn hại đến con của cô chưa? Tôi vẫn lắc đầu, chưa. Vậy tại sao lại sợ? Tôi nói trong tiếng nấc. Tôi không biết, chỉ là sợ. Nơi này tôi thấy không an toàn. Nơi này không an toàn thì không có nơi nào an toàn cho cô cả. Ở bên tôi, cô sẽ được an toàn. Câu nói của Hưng vừa dứt, tôi ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh ta. Có phải anh đang muốn dỗ ngọt tôi không? Trong ánh mắt đó, tôi thấy được sự tính toán của anh ta. Hưng không phải là người dễ động lòng, mà cũng có khi đó là lời chân thành mà do tôi quá đa nghi. Đâu mới chính là con người thật của anh. Những ngày sau đó tôi vẫn cứ sống cùng với Tô Trinh. Sau sự việc vừa rồi, tôi trở nên ác cảm với cô ta hơn. Những lúc con ngủ, tôi vẫn ở bên cạnh canh chừng. Chỉ những lúc Tô Trinh không có ở nhà, tôi mới dám rời con mà xuống dưới. Thật sự, tôi không thể biết được mấy người ở đây họ có phải là người tốt hay không. Ngay cả Hưng cũng vậy, tôi cũng phải đề phòng. Tôi như con mèo lúc nào cũng phải sổ lông lên mà bảo vệ con mình. Đôi lúc cũng mệt mỏi lắm, nhưng tôi sợ chỉ cần lơ là có thể mất con. Dù có khổ cực thế nào, tôi cũng phải mạnh mẽ vì con mà tiếp tục sống để rời khỏi nơi này. Ngồi trong phòng nghe tiếng cạch cửa ở phòng bên, tôi biết là Hưng đã về. Tôi sang gõ cửa. Tôi vào được chứ? Vào đi. Tôi để nhẹ cửa vào. Anh ta đang nằm trên giường mắt nhắm, quần áo trên người vẫn chưa thay, dường như có vẻ rất mệt. Tôi đi lại bàn ngồi xuống rồi lên tiếng. Tôi muốn nói chuyện với anh. Hưng chỉ đáp một từ, giọng có vẻ mệt mỏi. Ừ. Con tôi sẽ ở với tôi, anh không có quyền tách hai mẹ con tôi. Nhân lại vẫn là câu trả lời đó của anh. Ừ. Tôi thấy lạ, hôm nay anh bị sao? Quay sang thấy Hưng nằm ở đó, người run lên. Tôi nhanh đi đến sờ lên trán, thấy rất nóng. Thôi chết, anh ta bị sốt rồi. Này, anh ổn không? Hưng chỉ gật đầu nhẹ một cái, mắt vẫn nhắm. Tôi ổn, lúc khác nói chuyện. Ngồi bên cạnh, hơi nóng trên người anh tỏa ra cũng khiến tôi cảm thấy nóng. Tôi lên tiếng hỏi, anh đã ăn gì chưa? Hưng lắc đầu, mắt vẫn nhắm. Vậy anh nằm đây, tôi xuống nấu cho anh ít cháo cho anh ăn rồi uống thuốc. Tôi nhanh chân chạy xuống dưới nhà. Tím Châu ngày hôm nay có việc nên xin nghỉ một hôm. Loay hoay một lúc cũng nấu xong, tôi bê tô cháo nóng còn bốc hơi đi lên phòng, đẩy nhẹ cửa đi vào vẫn thấy Hưng nằm ở đó mê man. Tôi đi đến ngồi bên cạnh lên tiếng gọi. Cháo tôi nấu xong rồi, anh dậy ăn cho nóng. Hưng từ từ mở mắt ra nhìn tôi, giọng thều thào. Cô cứ để trên bàn đi. Không được, anh dậy ăn nhanh còn uống thuốc, người anh nóng lắm rồi. Tôi cố đỡ người anh ta dậy, tựa lưng vào thành giường, bê tô cháo đưa trước mặt anh. Anh tự ăn được không? Anh ta cầm chiếc thìa mà tay run run. Tôi lên tiếng, anh để đấy, tôi xúc cho. Tôi cầm lấy thìa đưa trước mặt Hưng. Anh ta nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên. Há miệng ra, tôi mỏi tay rồi đấy. Ăn lấy một thìa, anh ta chợt khựng lại nhìn tôi, vẫn là ánh mắt khó hiểu đó. Tôi lên tiếng hỏi, sao thế, không vừa miệng hả? Không, ngon lắm. Vậy anh ăn đi rồi uống thuốc. Sau khi uống thuốc hạ sốt, tôi thấy anh ta cũng đỡ. Vào trong bát khăn ấm đắp lên cho anh ta để nhanh hạ sốt hơn. Anh nằm nghỉ đi, tôi về phòng với con, lát nữa tôi lại sang. Khi tôi đi ra đến cửa, Hưng gọi ngược lại. An. Tôi khá ngạc nhiên khi Hưng gọi tên tôi như vậy. Đây có lẽ là lần thứ hai anh ta gọi tên tôi. Anh cần gì nữa sao? Tôi thấy Hưng có vẻ lúng túng. À, không có gì, cảm ơn cô. Anh nghỉ ngơi đi. Ngồi trong phòng tôi cứ nghĩ đến lời cảm ơn của Hưng. Không nghĩ anh ta có thể nói ra được những lời đó. Xem ra cũng không phải là người không biết điều. Sau khi cho bé bú, tôi sang phòng xem anh như thế nào. Sờ tay lên trán thấy đã đỡ nóng, cũng an tâm phần nào. Bất ngờ anh ta mở mắt cầm lấy tay tôi. Tôi giật mình thụt tay lại về phía sau, mặt hơi đỏ. Tôi qua xem anh có đỡ sốt chưa? Cô đang quan tâm đến tôi sao?
Câu hỏi của Hưng khiến cho tôi lúng túng. Không hẳn là như vậy, chỉ là nhà không có ai nên tôi làm. Đó cũng là điều bình thường mà. Tôi có nói bất thường sao? Mà cô làm gì mà phải rối lên như gà mắc tóc vậy? Anh ta càng nói tôi càng rối, không hiểu sao tôi cảm thấy ngại vô cùng. Không có gì, tôi về phòng đây. Ra đến phòng tôi đụng mặt Tô Trinh, hình như cô ta đã đứng ngoài từ trước. Ánh mắt nhìn tôi như muốn nảy lửa, cầm lấy cổ tay tôi mà kéo đi về phòng. Vì cô ta dùng lực quá mạnh nên tôi bị đau. Ê, cô làm tôi đau đấy. Tô Trinh chỉ thẳng vào mặt tôi, trợn mắt nhìn tôi rồi nghiến răng nói. Nếu còn ve vãn anh ấy thì không còn cái đau này không thôi đâu. Tôi xoa xoa cái cổ tay rồi nhìn thẳng vào mặt Tô Trinh trả lời dứt khoát. Tôi không ve vãn ai cả nên cô không cần phải đe dọa. Không ve vãn, vậy cô vào phòng anh ấy để làm cái gì? Điều tôi thấy ban nãy là gì đây? Không ve vãn thì là mùi chày. Tôi không có nghĩa vụ đứng đây giải thích với cô nên làm phiền nhường đường cho tôi đi. Khi tôi bước được vài bước thì cô ta kéo mạnh tay tôi lại. Vì lực kéo quá mạnh nên tôi mất đà ngã xuống, đầu đập vào cạnh giường, có chảy ra máu một chút xíu. Tôi điên tiết đứng dậy tát cho cô ta một cái rõ đau. Tôi cảnh cáo cô đừng có đụng vào hai mẹ con tôi một lần nào nữa, nếu không thì đừng trách. Đời tôi cam chịu nhiều rồi nên giờ tôi không ngán con nào đâu. Tôi đưa tay quẹt ngang vệt máu trên trán rồi đi thẳng về phòng, mặc kệ cho cô ta đứng đó mà tức giận nhìn theo. Tố Trinh một tay ôm má vì tức giận, mặt nổi đầy gân xanh, ánh mắt sắc bén nhìn theo bóng dáng của An đi khuất. An, cô được lắm, chưa ai dám đánh tôi vậy mà cô dám, nỗi nhục này nhất định tôi không bỏ qua đâu. Tố Trinh hầm hầm đi qua phòng của Hưng, cô ta nhanh chóng thay đổi sắc mặt đi đến giường ngồi bên cạnh, cầm lấy tay của Hưng. Sao anh ốm mà không nói em? Hưng gạt tay Tố Trinh ra, em về phòng đi, anh muốn nghỉ ngơi. Mặc dù thái độ của Hưng khiến cô ta thất vọng, nhưng cũng cố nở một nụ cười. Anh bệnh thế này, sao em để anh một mình được? Tối nay để em chăm sóc cho anh. Không cần đâu, anh không thích có người lạ trong phòng. Lời Hưng vừa dứt, nụ cười trên môi cô ta cũng khép lại. Ánh mắt như muốn gần khóc nhìn Hưng rồi hỏi lại, em là người lạ trong mắt anh sao? Phải, khi đứa bé mất em cũng trở thành người lạ trong mắt tôi. Tố Trinh buông thõng tay đứng dậy, nước mắt chảy dài, ôm miệng chạy ra khỏi phòng. Hưng nằm đó thở dài, mệt mỏi trong mối quan hệ này. Thật tình thì anh ta cũng không muốn dây dưa nữa, nhưng dù sao Tố Trinh cũng là người đã cùng anh ta lớn lên từ nhỏ. Mẹ của Tố Trinh và mẹ của Hưng là bạn chơi thân với nhau từ lâu. Vì lúc nhỏ Tố Trinh khó nuôi nên đã gửi sang cho mẹ Hưng nuôi dùng. Rồi từ đó hai người được gán cho là cặp đôi thanh mai trúc mã. Tố Trinh càng lớn càng xinh đẹp nhưng lại còn ham chơi. Lớn lên hai nhà đã có ý làm thông gia và gắn ghép cho hai người. Nhưng mãi Tố Trinh vẫn không chịu sinh con vì sợ đau, sợ phải làm mẹ, sợ không được tung tăng cùng bạn bè. Và rồi tình cảm hai người bắt đầu rạn nứt. Trong cuộc sống vợ chồng, liên tiếp những cuộc cãi vã xảy ra. Và đỉnh điểm nhất là lần Tố Trinh biết mình mang thai. Vì quá sợ hãi nên đã cố tình uống thuốc phá thai. Không biết được như suy sụp, đó là đứa con mà anh ta ngày đêm mong chờ. Và rồi cuộc hôn nhân tan vỡ. Nằm nhớ lại những chuyện trước đây khiến cho anh ta thêm đau đầu. Hai tay xoa xoa hai bên thái dương suy nghĩ gì đó, rồi cũng nhấc máy bàn lên gọi. Tôi đang thiêu thiêu ôm con ngủ thì chuông điện thoại bàn vang lên, giật mình nhanh tay nhấc máy. Tôi đây. Nghe được giọng của Hưng trong điện thoại, tôi như tỉnh ngủ, tự nhiên lại gọi vào cái giờ này. Im lặng vài giây tôi cũng lên tiếng hỏi, anh có việc gì không? Hôm qua phòng tôi nhờ chút việc. Tôi cứ nghĩ Tố Trinh đang ở bên đó nên cũng không muốn đụng mặt, lên tiếng từ chối. Có gì anh nhờ Tố Trinh ấy, tôi đang bận con. Tôi bảo sao thì cô làm vậy, qua nhanh lên. Không đợi tôi nói thêm, anh ta cúp máy cây rụt. Đúng thật là cái bản tính thích bắt ép người khác làm theo ý của mình vẫn không chịu bỏ. Tôi đặt con vào nôi, rồi mở tủ lấy áo khoác mỏng mặc thêm vào, đi sang phòng của anh ta. Đến phòng tôi đưa tay lên gõ, giọng của Hưng truyền ra ngoài. Vào đi, cửa không khóa. Tôi đẩy cửa đi vào, anh ta vừa mới khỏe lại tí đang ngồi trên máy tính làm việc. Cũng phải nể thật, nhìn thấy tôi, Hưng gập máy tính bàn lại và nói, lại đây. Tôi đứng ở cửa đơ người vẫn chưa hiểu ý của anh ta, bèn lên tiếng hỏi lại, ý anh là cái gì? Bàn tay Hưng đập đập chân đồi nói, ngồi xuống đây. Lần này thì tôi hiểu ý,
Vì ngại ngùng mà cái mặt tôi đỏ bừng, không nghĩ Hưng lại bảo tôi ngồi trên đùi của anh ta. Chỉ nghĩ thôi tôi đã thấy rùng mình, kiểu như vừa sợ mà cũng vừa xấu hổ. Tôi khua khua tay viện cớ, tôi nặng lắm không được đâu. Anh ta nhìn tôi không nói gì, nhưng trong ánh mắt đó như biết nói, nếu tôi không lại thì thế nào cũng có chuyện. Tôi từ từ lê từng bước chân đi đến, chỉ tay xuống ghế đối diện. Tôi ngồi ở đây được không? Anh ta nhìn tôi lắc đầu, vẫn kế ánh mắt khiến cho tôi phải sợ. Tôi tiếp tục tiến sát về phía Hưng, xoay người lại từ từ hạ mông xuống ngồi trên đùi anh ta. Nhưng khi mông vừa chạm thì tôi theo phản xạ đứng bật dậy. Ai làm gì mà cô phản ứng mạnh thế? Tôi lúc này thật sự tim đập rất nhanh. Có thể nói anh ta là người đàn ông thứ hai sau Việt mà tôi tiếp xúc gần như thế này, nên không tránh khỏi sự ngại ngùng. Tôi không quen, có lẽ để tôi ngồi ở kia sẽ tốt hơn. Khi bàn chân còn chưa kịp nhấc lên thì bất ngờ Hưng đã ấn vai tôi ngồi xuống, vòng tay qua eo giữ chặt cả cơ thể của tôi lại. Vì quá bất ngờ tôi không kịp phản ứng gì, quay sang nhìn anh ta. Đúng lúc Hưng tiến sát mặt vào, lúc này môi tôi chạm vào môi anh ta, đôi mắt tôi mở to nhìn anh ta, còn Hưng thì cứ thế nhẹ nhàng. Bỗng nhiên con khóc, tôi giật mình mà thoát ra cái cảm bẫy này, đẩy người anh ta ra mà chạy thục mạng về phòng, ôm con trên tay mà tim tôi đập thình thịch. Cái cảm giác quái quỷ gì đang xuất hiện trong người tôi đây? Nhớ lại cái nụ hôn ấy, tôi rùng mình mà không nghĩ sẽ có ngày tôi có thể hôn người đàn ông khác mà không phải là chồng mình. Nhưng điều đáng lo ngại ở đây là tại sao trong người tôi lại dâng lên một cảm xúc rất khác lạ. Dường như tôi cũng có hơi thích thú nụ hôn đó, có chăng chỉ là cảm xúc thoáng qua, chính tôi cũng đang rối bời. Hết phần 4. Chương trình đến đây là kết thúc. Nếu thấy hay, xin hãy đăng ký kênh để nhận thông báo clip mới, like và chia sẻ để bài được lan tỏa trên cộng đồng. Chúc cho khán giả của An Lạc Radio sức khỏe, bình an, vô lượng phước lành. Hẹn gặp lại chương trình lần sau.